Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn hãy xem kênh của Tú trên Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà lúc nào cũng luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Mẹ ơi, chào cả nhà. Hôm nay thì tưởng đâu đi không được luôn rồi, mưa quá trời mưa, tính đi sớm mà trời mưa quá trời chứ đi không được. Bây giờ thì cũng trễ rồi mà nắng chưa có lên mà cũng tạnh mưa rồi, cho là Trung cũng tranh thủ đi luôn. Mưa nguyên đêm luôn, tới tối. Bữa nay chắc đi tới tối quá. Đi hai quận rồi đi tới tối luôn. Đi tối luôn rồi. Tính đi sớm thì nó nhanh hơn. Mọi giờ không được sớm thì mình đi trễ. Bây giờ là 50 phần quà. Mẹ Trinh là đang cắt vô là 4 cái viết với 4 cuốn tập để ghi một vỏ. Còn vỏ ở đây thì Trinh để cái cặp riêng. Một cặp là 10 cái. Trong là 10 mình có biết rồi. Đây mẹ cho 4 cuốn. 4 tập, 4 viết. Cái cũng phải bỏ lên đó, tại tập nó nặng hơn cái tập. Tú chiếc xong rồi Tú để trong nhỏ 30 đó hả em? 30, vậy là cái này biết làm gì mẹ? Để cái cặp ở dưới để tập lên. Đúng rồi. Để bên 25. Không, em để nó đi, này để trước. Để bên 25 đi cho nó cân bằng lại là 50 cái cặp á. Lên là được. Tối hai chồng Tú tính chọn 4 giờ sáng đi mà mưa quá đi không được. Tính là còn nghỉ quay rồi. Sáng đêm mà. Tưởng là nó sáng nhưng mà nó không tạnh thì bữa nay là ngưng nữa. Ngưng nữa. Ngưng không quay được nữa. Mà hôm sáu cạnh á. Tại vì ngoài mấy bé cái mén rồi đó, lại chơi thấy thích đẹp nè. Lấy ra coi thử à. Chứ cái mén rồi thì có quà của ông bà cô chú cho rồi cho nên là không có nhận. 4, 6, 8, 9, 9. Để đây tôi cục máy để phụ vô đồ. Cái cặp nó không nặng, nó bự, nó kiếm hết cái vỏ. Tú thì cũng dán keo lại, sợ nó chạy giữa đường bị gớt á. Cái cặp á thì nó không nặng mà sợ chở nó gió, gió nó bị xích ra cái mình lên xe rồi không xuống xe được á, sợ nó cong. Bây giờ Trinh làm cho nó dính tạm thời, cho nó dính đi, cho nó dính lại miệng cho chắc ăn. Không nặng lắm mà cái là nó cầm kềnh. Hai vỏ với một thùng. Cái thùng giống hết rồi, Tú chở cái dằn bánh đầu đây. Cái thùng này là đây thùng, làm thùng, rồi nè. Thùng tập. Thùng tập với xe chứ viết. Tập với viết. Thì rồi. Trong đây thì cũng có tập với viết luôn nha. Giờ thì Trinh với Tú cũng vô xong hết rồi ha. Ở đây thì ở nhà thì Trinh cũng nhờ ở gần mẹ cho nên là mẹ cũng dòm dùm hai đứa. Nắm tay lại, nắm tay lại em. Băng keo. Có bà ngoại á. Ừ. Có bà ngoại thì bà ngoại cho ăn, nó ấy cơm để cho ăn trước. Để cho chắc ăn đây. Rồi, đi. Cái này thôi sợ. Sợ nó trơn trơn cái hoặc là lên cái dốc á. Lên dốc á nó bị tuột cái gì chứ. Nên là phải bịt lại. Đi đường mẹ chứ đi đường như của nhà Tú trước sình á. Giờ cái nhà ngoài trước là giờ nó sình nó hạch
mập tới trên đều trên gói cá luôn rồi. Dịnh là mẹ dịnh đứt rồi, dịnh đứt rồi đấy. Thôi Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của gia đình Tú Trinh nha. Ở Long Phú thì mấy bé thì ở trong cái hẻm rồi đó. Lúc mà Trinh đi phát quà từ thiện á, thì Trinh thấy mấy bé trong đây cũng thiếu thốn. Trinh đi tới đâu thì Trinh sẽ hay vô mấy bé tới đó để cho mấy bé được có quà hết luôn. Đừng xịt dữ rồi. Trời mưa đó. Thì Trinh lại Long Phú thì giống như là theo top. Top nào mà Trinh có lợi phát ở rồi thì Trinh biết mấy bé cũng gặp khó khăn thì Trinh sẽ phát. Rồi thành ra Trinh không có bài ra được, giống như là mình để lại trên xe. Rồi phát theo top thì khoảng một nhóm vậy nè, mười mấy 20 đứa á. Cho nên là cũng không có nhiều, mà Trinh để trên xe luôn. Rồi con xe trước. Nãy cô sợ nó bay. Đây của con. Cái này là của ai? Con muốn lấy cặp màu về không? Lên lên đây. Cô Nghiệp bé bé lắm, nhiều khi thích màu. Thích màu nào? Của gia đình ông bà cố gửi cho con nha. Một cái cặp với một cái giấy, có bốn cái giấy cho bốn tập. Con gắng học giỏi nha con. Cảm ơn cô. Rồi. Rồi con lên. Màu xanh. Màu xanh. Này. Này của gia đình ông bà cố đổi hoàng của con nha. Ừ. Thấy con. Con trai thì màu đen đi con. Con trai màu đen. Dạ con trai màu đen. Này của gia đình ông bà cố gửi cho con nha. Ừ. Học giỏi nha con. Này nhớ học giỏi nha con. Ừ. Được. Nó học giỏi nha. Ừ. Rồi con nhớ học giỏi nha. Để cô coi còn màu đen ở đây không? Màu đen qua đây hay gì rồi? Thì cô gửi màu đen nha con. Còn con gái thì con lấy màu hồng hay là màu trắng gì cũng được nha. Đây cô con, học giỏi nha. Con thích màu gì? Màu sữa phải không? Đây, học giỏi nha con. Nào bé lại đây. Con học lớp 1 bé lại con. Con lớp 1 phải không? Con thích màu gì? Có màu đen đi em ơi, nam mà. Màu đen đi, nam màu đen đi con. Đây. Em lấy thập bên đây để nặng nặng xe em ơi. Bên đây còn đầy giỏ. Có học giỏi cho con. Ở đây thì ông bà, giống như là gia đình cũng khó khăn cho nên là mấy bé đi theo cha mẹ đi lên Bình Dương để thăm cha mẹ. Cho nên là ông bà cũng muốn xin phần để dạ dạ cô vô luôn đi con. Để gửi cho mấy bé. Ừ. Thì trên cái cô chú thì cũng khó khăn á. Cái cặp này cũng rất là khó nữa cho nên là Trinh cũng hơi gửi luôn. Thì nói chung là cũng có con cháu học mới là cô chú xin ha. Mới với Trinh. Dạ. Không có học làm gì vậy? Dạ. Con lớp 5 nữa. Con gửi chú luôn. Hai đứa hai chú. Cháu dạ. Gái đứa trai đứa. Dạ đứa trai đứa. À, lúc sau. Sao đi Bình Dương theo mẹ hết hai đứa. Đi chơi chơi rồi. Dạ. Dạ. Còn mấy ông bà già giữ nhà. Còn rửa cho trai con gái đi. Dạ. Con bỏ lấy cho. Giống như là đi theo ba mẹ đi đội cái đen đi. Đừng cho nó lộn xộn. Đây chú đội. Cái này là trai với gái nè. Trai với gái. Đây con gửi chú hai phần nha. Chú cảm ơn ha. Dạ. Cô trai hai gái con lấy luôn. Đây cô con gửi cô. Chú cảm ơn ha. Dạ 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 không có gì đâu chú. Đổi lấy màu hồng thôi. Cô lấy màu hồng, lấy màu hồng ở đây. Tại vì còn màu thì con phát màu được nha. Chứ màu là nó hết màu thì ra màu cũng khó vậy. Lấy màu thì thích màu nào được đấy. Dạ, dạ. Cháu ngoại lớp 1. Cảm ơn nha. Cô trai gái. Cô trai. Lấy màu này đi cô không sao đâu. Nhiều khi con hết màu đen cái cô muốn lấy không có đâu nha. Mình đâu có biết được bao nhiêu đứa là nhận được phần quà đâu cho nên là Trinh bóc nghe màu nào thì phải chịu chứ không thôi là không ấy được. Con gái học giỏi nha con. Dạ để con qua đây cái. Ôi chú đây chị gửi cái này con lớp 1 nè gái. Dạ để gái ô một cái. Cái gái à. Cái ông cho mấy bé trước đây chị. Cái con
Em vô lớp 1 hả? Gái trai con. Gái. Gái con. Đường cô lấy. Lớp 1 này đẹp nè. Đẹp. Trai hay gái? Đó là đó đẹp đó cô. Dạ. Dạ. Được ba. Lớp trai trai hay gái cô? Trai. Trai đi cô. Dạ. Con gái thì cô lấy màu đi cô. Tại vì tội nghiệp mấy đứa cha, mấy đứa trai nó không có thích màu hồng được, cho nên là cô con gái mà cô lấy màu đen thì không được ha. Dạ, tại cái này là của cô chú gửi á. Thì con lựa màu đen là để cho bé trai thôi. Dạ, đây con gửi cô. Em trai con hả? Trai trai đó. Dạ, không có gì đâu cô. Mấy con có chưa? Mấy con có chưa? Con còn có chưa? Có rồi thôi đừng đi vô con. Đẹp ha. Con này đẹp nè. Trai hả? Trai để cô lấy cặp đen cho. Lớp 3. Em trai con đâu? Vậy, em dắt em trai con ra không nhà đó tân hương tôi vậy hả? Rồi con xin giùm cho em hả? Cái này là cô gửi cho mấy đứa đi học nha con. Chị nào em có đi học là mới xin được nha. Cô học hả? Dạ học giỏi nha con. Cô thì nói là cháu đi Bình Dương rồi. Thì nãy giờ Trinh cũng cho nhiều rồi. Cô đợi cô xin hoài thôi kìa. Thì con cũng xin thay mặt ông bà cố gửi cho cô. Dạ, gửi cho bé luôn. Thì cô cũng cảm ơn. Dạ. Dạ. Ở đây thì gia đình cũng khó khăn cho nên là mấy bé đi Bình Dương theo ba với mẹ. Dạ, đi ba với mẹ. Dạ. Cho con hay gì? Hôm nay con vô lớp 1 hả? Dạ. Con nhiêu tuổi? Con. Hôm nay con lại tập. Vô lớp 2. Hôm nay vô lớp 2. Có nghĩa là năm rồi lớp 1, năm nay lớp 2. Cái cặp này đẹp nè. Nè cô gửi cho con cái này của ông bà cố nha. Con gắng học giỏi nha con. Dạ. Còn con lớp mấy? Dạ. Ừ. Năm nay lớp 5. Chạy thở thôi. Chạy thở dữ ha. Đây bé trai nè con. Gắng học giỏi nha con. Rồi. Dạ. Cũng đến đây thì mấy bé này chắc lớp 2, lớp 3 nha. Rồi con qua trước đi con. Con qua đây. Lớp 3. Trai mấy cặp này nè. Này của gia đình ông bà cố gửi cho con nha. Qua đây, qua đây. Cảm ơn quá đây. Rồi nó gắn cho con. Cái này là đi tiếp con nè. Lại đi con, nhát hả con. Rồi về dạ, lại tới về con. Con dành nhau nữa. Rồi, hai gái học giỏi nha. Rồi sao cái này nè. Để sao? Không sao nhớ học giỏi nha con. Chứ không biết chữ vậy á. Dòng tao vậy đó, không biết chữ vậy á. Chỗ này hơn là con trai đến nè. Ờ, cho liền, đây của con. Nghe thật giỏi nha. Áo sạch á. Con màu này được không? Màu nào? Đen á. Màu đen à. Tại vì chính biết bếp bếp nhai được màu đen. Từ từ ba, học giỏi nha.
còn có mấy cái nữa anh hết rồi. Còn mấy phần nữa? Mấy phần? Rồi. Mấy cái? Đây còn ba bốn phần nữa. Đây nữa, đây còn đây nữa. Đây ăn đi. Ăn gì vậy? Giờ thì còn ba bé. Của mấy bé là sao nè con? Con giữ em hả? Bé học giỏi nha con. Ừ. Bé gái. Bé kia cũng chạy lên luôn. Cái nào? Cái này phải không? Bé gái là mấy cái hình con này kia. Bé học giỏi nha con. Bé trai. Rồi cảm ơn đi. Không? Ừ, năm bé trai. Cái này nó học giỏi nha con. Đây của con. Đây, học giỏi nha. Xe con. Giờ cô còn mấy phần nữa, mấy phần nha. Rồi lần sau cô quay lại nữa ha. Dạ. Cái nào lại trước lại lấy đi con. Tại vì Tú chở có 50 phần rồi. Chút nữa cô quay lại cô gỡ xem. Đây của con là học giỏi nha. Cảm ơn tại đồng bạn con nha. Cho bé trước đi. Con hết rồi con ơi, nó bé bé trai này. Đây bé trai, trước đây rồi. Cho bé này trước đi, họ con quay lại nha. Con quay lại nha. Con quay lại cho bé này đi qua bên kia đi con, nhà bên kia ha. Chút con quay lại đây nha. Nè của con còn phần cặp chú trai nè. Bé học giỏi nha. Thì bữa nay thì có bé Lưng. Thì cháu Lưng lại đây thì Trinh lại chơi với bé Thư á, thì Trinh cũng kêu sẵn thì Trinh Lan lấy cặp ra nè, thì Trinh kêu Lưng lấy cái phần cặp. Giờ con chọn cái cặp nào đi, tại vì ở đây có mình anh con à. Con đi học, con học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 4 không? Dạ. Con thích màu đen hay là thích màu? Màu nào cũng được phải không? Dễ lắm, màu nào cũng được chơi. Màu đen đi cho đẹp. Thì Trinh thấy là con học lớp 4 thiệt, nhưng mà Lưng nó hơi lùn á. Tại vì lấy cái cặp gì nè, đẹp hơn hả Lưng? Chịu không con? Dạ. Cặp này vừa với con này ha. Chứ Thư đưa cho mẹ một phần viết luôn con, viết chứ tập. Rồi, thưởng Thư. Đây là của chồng mọi chú. Của gia đình ông bà cố nha, gửi cho con. Còn cái phần kia thì để nữa dì hai sẽ cho sau ha. Đây là chú. Mai dì hai mới qua ha. Ngày dì hai gửi cho con này nè. Rồi cái này con đem về ha. Con cất nha chứ đừng lấy ra, chưa có học thì đừng lấy ra nha. Chị Trinh bỏ vào cho con á. Ừ. Rồi bà bản cất đi rồi hả, chơi với Thư nữa con. Rồi. Ừ, về đi con. Tình của gia đình ông bà cố. Hôm nay thì Trinh với anh Tú được sự yêu thương của gia đình ông bà cố cho Trinh được làm dịp cầu nói yêu thương đến các bé. Thì đầu tiên á, là Trinh với bên gia đình của ông bà cố thì dự định là sẽ cho khoảng 60-64 phần thôi cả nhà. Tại vì cái phần cặp này á, cái phần cặp như thế này á, là Trinh đi hỏi ở Sóc Trăng á, là người ta chỉ để cho mình cái giá là 200 mấy, nếu mà 250 là giá rẻ nhất rồi, cho nên là nếu mà tính theo cái giá mà Trinh mua ở Sóc Trăng á, là nó chỉ có khoảng chừng là 60 phần trở lại là nó đã đủ cái số tiền ông bà cố gửi. Cũng nhờ Kiệt giống như là mua giùm, thì Kiệt nói là hỏi làm gì, Trinh cũng nói là từ thiện á, thì Kiệt giống như là cũng bỏ cái công sức của Kiệt ra để đặt cho Trinh, giống như là đặt để lấy giá gốc. Cho nên là hôm nay nhân đây thì em cũng xin anh Kiệt cảm ơn anh Kiệt rất nhiều đã giúp đỡ và giống như là ủng hộ cho hai chồng Tú Trinh, và giúp cho vợ chồng Tú Trinh được nhiều phần quà hơn gửi đến các bé. Là phần quà hôm nay là được 100 phần, đó là cũng nhờ có được nhiều người chung tay giúp đỡ, cũng như gia đình ông bà cố. Ông bà cố Đỗ Huy Hoàng bên Mỹ thì đã giúp cái tiền để các bé có phần tập. Kiệt thì giúp cái công để đứng ra mua cái cặp nó được giá gốc á, thì Trinh được cái phần quà nó được nhiều hơn. Thì vợ chồng Trinh mà được một cái gọi là cái từ thiện mà như cái mong, cái sự mong đợi á, cái này quá quá sự mong đợi rồi, nên là nó cũng có nhiều sự chung tay. Trinh cũng cảm ơn cả nhà đã thương mến xem video để ủng hộ cho gia đình Tú Trinh luôn nha. Bây giờ thì nãy Trinh đã phát hết 50 phần, thì giờ Trinh sẽ vô hai giỏ nữa, cặp của ông bà cố Đỗ Huy Hoàng bên Mỹ, thì Trinh muốn đi trong một ngày cho rồi luôn. Thì bây giờ là Trinh với anh Tú đi là buổi sáng, giờ thì Trinh về cũng chưa rồi, đi thêm một lần nữa là chắc cỡ tới tối mới có về, là hôm nay đi trong vòng một ngày đó. Hôm nay hai vợ chồng Tú Trinh chắc ra clip chảy nữa. Dạ. Thầy đi hai chuyến rồi.
Thì gia đình ông bà cố chẳng những gửi cặp cho các bé mà cũng có nhờ Trinh là giống như là xem xét lại cái phần nào của các bé nào mà hoàn cảnh khó khăn á, thì sẽ giống như là gửi quần áo cho bé. Nhưng mà Trinh nghĩ là ví dụ như bé nó ốm, nó cao, nó mập thì mình cũng còn khó hỏi ý của bên gia đình ông bà cố, là bây giờ mình sẽ gửi phần tiền giống như 300.000 đó, thì ở đây cũng mua được 2 bộ đồ. Nếu mà bình thường giống như hai đứa con Trinh đó thì mua được 2 bộ đó, thì mấy bé cũng đi học được rồi. Cho nên là để Trinh gửi phần cặp này xong thì Trinh cũng sẽ làm một cái clip gửi cái phần tiền của gia đình ông bà cố Đỗ Huy Hoàng gửi dành gửi đến các bé mà gặp cảnh khó khăn luôn ha. Thì Trinh cũng tuyên bố luôn là cái phần tiền đó là thì Trinh cũng để lại mua phần cặp 100 phần này, thì cũng còn lại cái phần đó là được 13 phần. Và đặc biệt hơn nữa là cũng có một cái cô đó xin được giấu tên, cô ở Mỹ. Thì cô có coi qua cái video clip của Trinh lúc trước á, thì cô biết được là cái chị ở Mỏ Ó anh Tú. Mỏ Ó chị bị ung thư vú, ung thư ngực á, là cũng thì đúng rồi. Dạ, cũng gặp hoàn cảnh khó khăn nên là cô cũng muốn giúp đỡ. Thì Trinh cũng có nói với bên gia đình ông bà cố là tại vì ở đó đường xa quá, cách nhà Trinh khoảng năm mấy cây. Hơn năm mấy, trên, 60 cây ha. Ở đây coi 60, là, hơn 6 mấy lận. Tại vì Trinh phải đi ra ruộng. Ra ruộng nữa, đúng rồi. Kia, giống như ra vuông á. Vòng vòng có 70 cây đó. Trinh cũng xin phép gia đình ông bà cố là cho Trinh làm chung một cái clip luôn. Tại vì Trinh sẵn đi cho cặp á, thì Trinh sẵn đi chạy xuống Mỏ Ó luôn. Thì Trinh cho phần tiền của gia đình ông bà cố. Và Trinh cũng gửi sẵn hôm nay Trinh cho cặp á. Thì Trinh cũng muốn quay cái phần của cô luôn, gửi chung với gia đình ông bà cố ở cái clip phần tiền. Nhưng mà hôm nay là Trinh cho phần tiền của cô trước, rồi ngày mai Trinh mới quay cái clip của gia đình ông bà cố, và Trinh sẽ để chung với cái phần tiền của gia đình ông bà cố luôn. Là ngày mai Trinh đi giống như là bữa nay thì Trinh phát phần tiền của cô, nhưng mà Trinh sẽ để theo cái clip ngày mai. Sợ là, dài quá cô chú dạ, xem nó dài lắm. Chứ dạ. Là Trinh không có thời gian nữa. Không tại vì gian. Trinh sẵn đi đó thì Trinh quay cô rồi Trinh để lại. Thì giống như là để ngày mai Trinh ghép chung với của gia đình ông bà cố. Giống như là cho nó thuận lợi hơn. Để lại cho bé Thuận với bé Thương đứa phần. Thì ở đây thì bé Thuận với bé Thương thì bữa hổm thì cũng có một người bạn đã gửi cho bé Thư cặp rồi. Cho nên là bé Thư nó thôi mẹ ơi, con có cặp rồi nên là con xài cái cặp đó được rồi, mẹ không có, mẹ lấy cái phần của con á, mẹ gửi cho các bạn khác đi. Thì ở đây chỉ Thuận lấy thôi, Thuận lấy cái cặp với 4 cuốn tập, còn 4 cây viết thì Thuận chia cho mỗi đứa 1 cây, Thương cây rồi lại Hùng cây, Thuận cây với lại chiến này thì giống như chiến này đặc biệt hơn nha, tại vì cái phần đồ của Kiệt á, cái phần quần áo Kiệt cho Trinh mà để ném mà còn khó khăn đó, thì đây Trinh cũng gửi luôn. Gửi đem đi cho bé luôn. Rồi mong cô chú anh chị xem mà phát quà trước, còn cái đồ thì chú gửi lúc sau. Ví dụ như Trinh sẽ phát tập, rồi thấy bé nào mà khó khăn quá thì Trinh kêu đứng qua bên để hồi mình cho cái phần quần áo luôn, để cho các bé thử luôn. Nên cái nào vừa thì lấy á. Cho nên là Trinh cũng đem theo 2 bọc đồ của Kiệt gửi tặng cho bé là gặp cảnh khó khăn luôn. Rồi đi em ơi. Để trễ giờ không kịp về á. Ở đây thì rồi Tú có hứa với mấy bé. Thì lại cho quà của Trinh có lợi phát hỏi đó, thì Trinh có hứa là cho phát dạ, đó. Cho dạ. Em mới chạy ngược cái đường á, rồi ở đây thì có mấy bé rồi cho nên là Trinh phải đem xuống dưới đây đâu, bé nào không màu hồng cái này, bé nào đây gửi cho con màu hồng nữa nè, gửi cho con này của bên gia đình ông bà cố gửi cho mấy bé, gọi mấy bé nữa. Rồi con đi ra đường đó con. Dạ, đi chứ. Dạ dạ được. Bé học giỏi nha. Đứa nào nhận rồi đi ra. Ừ, cầm được không? Rồi bé trai ra đây con. Bé trai này bé trai nhỏ hay lớn thôi. À, được rồi. Bé là bé nhỏ đây ha. Dạ. Đây của con, bé học giỏi nha. Để con lên cái cây cây coi. Rồi. Để con lấy cặp cho bé trai rồi. Đang con. Đây này của con. Rồi. Đang có mấy cái áo sơ mi này, mặc vừa anh Tú. Ừ. Để cô lấy thử coi. Ở đây Tú có đem đồ cho bé nữa. Mấy áo sơ mi này là của ở trong cái tiệm đó, em chị mua. Người ta có gửi cho mấy bé nè. Ừ, cái đó vừa đó. Cái này con vừa không? Bé. Vừa. Đồ gửi không có con? Rồi cho 2 cái đây ha. Con gái hả? Có con gái dạ, luôn. Dạ con gái luôn. Ừ, con gái cái này con vừa không? Vừa đó. Đó mà ba. Con vừa không? Nữa 2 cái này. Em bé ở đây nữa. Đây nè. À.
Này thì em kẹt kẹt thì cũng cho đồ cho mấy bé luôn. Cho gửi quà. Cho là Trinh cũng thấy gửi cho bé luôn. Nhắc con. Mặc đỡ hơn là cái mấy cái áo mà nó bị gắt. Bây giờ lấy tay ngắn. Lấy đi. Con lấy cái tay dài cái tay ngắn nha. Ừ. Rồi vậy mấy đứa vô. Gắn học giỏi nha cô đi nha. Hai mấy đứa. Rồi chào mấy con nha. Rồi. Ở đây thì Trinh ghé vô nhà em thì em đi cưa cây với chồng ha anh. Đi cưa cây rồi. Dạ. Thì giờ em gửi cái phần đó anh gửi cho bé luôn nha. Cho dạ. Cái này chú đi. Cái đá bên đây cho con. Dạ. Này của gia đình một số gửi cá học giỏi nha. Cảm ơn. Cho cảm ơn. Ừ. Rồi con ra sao đi con. Cái này cho 4 cuốn tập, 4 cây viết. Cảm ơn. Rồi, với một cái cặp. Cá học giỏi nha con. Được con nè. Con ơi, cái gì nữa cho con xin thêm cá. Con đi học. Không con. Chị con đâu? Chị con có dám đợi đi nhà con có ai chưa? Chị hả? Nè cái này cho con trước nè, con chạy về nhà giữ nhà đi cho chị chạy lại nha. Dạ cô đợi. Dạ cô đợi à. Chú cũng đợi luôn con ơi. Nha. Đây tới bé trai. Bé trai thì màu đen nè con. Cá học giỏi nha con. Đây con vô đây. Bé nè. Cá học giỏi nha con. Rồi. Cô cho cảm ơn con. Bé gái hả? Xe đó đừng qua lộ nha. Con học giỏi nha. Có một xíu siêu à. Đây hình siêu nhân nè của con luôn. Bé gái. Bé gái còn đọc hồng hồng nè. Học giỏi nha con rồi. Cảm ơn cô. Dạ. 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 Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Con dạ. Học lớp mấy rồi? Con học lớp 11. Vậy là con lấy cặp màu đen đi. Nha. Dạ. Cặp màu đen con lấy mẫu nào? Dạ có mẫu này. Nè, cái này là cô cho con lựa chọn nha, tại còn nhiều cặp. Chứ không còn cặp là con cũng không được lựa luôn. Gán học nha con. Dạ. Cái này của gia đình ông bà cố gửi cho mấy đứa. Con lấy cái này đi. Đó ha. Cái, ở đây thì cái phần quà thì cô chỉ gửi bằng nhau hết ha. Cho nên là cô gửi cho con chỉ có chiếc với tập với cặp nha. Rồi cô gửi con. Gán học giỏi nha con. Dạ. Rồi. Bé học lớp 11 rồi nhưng mà gia đình cũng khó khăn hai chị em. Ừ, để xin cho khăn. Chị kêu chị lại đi, học lớp mấy đi giờ không cũng hết rồi bắt đầu nắng gắt mới đi. Ở Long Phú thì là con gái nó nhiều hơn con trai. Ủa con trai nhiều hơn con gái. Còn ở đây thì giờ là con gái hết cặp màu nè. Này gửi cho con nè. Ông bà cố nha, học giỏi cho con. Cảm ơn được bả, được bả. Được bả. Được. Đây. Cái này bé này con có lựa mà chưa? Quý lần nào? Cặp này phải không? Đây. Mày cũng bố gái nào lo đen lên cho gái thì sao cũng được con. Gửi con nha. Cảm ơn. Nếu học giỏi nha. Sao bây giờ tôi khâu cái đội đó. Đây. Nếu học giỏi nha con. Học giỏi thì năm sau cô lại cô khoán nữa nha. Cảm ơn. Học giỏi đi mốt cô khoán nữa. Nào cái này thấy không? Nè. Năm sau cô lại cô khoán nữa nha. Ừ. Lấy cặp là phải học giỏi nha. Học giỏi với khen. Có giấy khen năm sau cô cho nữa. Giấy khen thì biết sao chứ giờ tao ta còn mới đó. Ừ. Tao nó còn tạm mày nó còn tem. Chứ như là qua đợt rồi người ta bán được. Ta hãy nghe cho họ tịch thôi. Nè ba nó. Xong đi nó. Nào này cũng gái nè. Ờ nó kia đi nó mà. Cái em người mẹ nè. Ở mới mặc cái này lại nè. Này Trinh coi, cái này áo mới không đó. Áo mới nhưng mà giống như tiệc bán qua đợt á. Bán qua đợt rồi cái đầu ba nó cái nè, bẹ đó. Rồi để mình phải dành đi 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 dỡ hành. Đi ăn đám cưới hả? Đi áo. Nè dọn cái đi. Màu sáng quá. Cái này đi. Đi. Cái
này được không? Màu đen thì bây giờ cô còn màu đen, mà màu đen này trai gái cũng được. Nhớ năm sau học giỏi nha con. Học giỏi năm sau cô lại cô phát nữa. Con này được không? Hay là cái đó? Hai mẫu nè. Hai mẫu nào? Rồi. Rồi năm sau gái học cho con. Rồi. Rồi tới con vô nè. Quá đông rồi, chắc thiếu quá. Quá đông rồi. Ở đây nè. Trần Trang em mấy con. Màu đen thì trai gái vẫn được nha. Sao má coi má. Xin ơi. Đây nè em đây nè em bé gái này em. Hai cho bé thầy học lớp 1 cái. Cái học mà nãy kia học giỏi cho con. Đây cô phải cho con này năm sau nhớ học giỏi nha con. Nè thà bà chém ta cái áo này. Thà bà học đồ này là biết sao. Đồ mới nha, nhưng mà nó giống như nó qua đợt. Dạ. Vậy chị bảy giờ mới. Cái này đang qua. Thuê à, cái này thuê à. Nhưng mà nó chỉ qua đợt thôi, rồi cái anh bán hơn cái tiệm đó. Cô gửi đem xuống đây cho, hỏi ai mặc được mà. Cái này chị bảy giờ nhỏ con. Biết đâu rồi đó. Ok rồi, mẫu này là mẫu ok luôn mà. Ok luôn hả? Cầm bài sách mở đi học. Này này vừa không? Thế nào chị bảy cũng vừa hết trơn. Cái nào cho bạn cũng vừa hết. Con nha, năm sau học giỏi nha. Cảm ơn tao. Cái gì đó con. Còn 3 phần nhưng mà hết tập cho Thiên. Cho nên là thiếu tập. Nè của con giỏi cho con. Gái học giỏi nha con. Gái học giỏi nha. Cảm ơn cô. Nãy giờ thì cũng có cô chú gọi mà hết thì em không đủ á. Nhiều quá cho nên là không đủ phần. Xin lỗi bé nha con. Đợi sau đi. Xong nó phải chạy rồi chứ kêu về thôi, tại vì hết phần. Mười mấy người. Đi vòng vòng qua Trường Khánh á, nên là lại đây không đủ. Giống như là cô Hình Mỹ á, có gửi cho Trinh một phần quà cho cái chị mà ở ngoài à. Khi vuông á mà chị bị ung thư á, ung thư rồi cũng xin với gia đình ông bà cố là quay chung với clip của gia đình ông bà cố luôn. Sau cả nhà thương mến thông cảm với hình phước sinh luôn nha. Ở đây thì tại là cái vuông, Trinh chạy xuống ngõ nó, Trinh phải đi xuống cái vuông nữa. Mà lần nào đi ngay đây thì Trinh cũng gặp mưa trên cái nhà. Đợt hổm đi thì mưa nhỏ, đợt này mưa lớn nữa nè. Giờ Trinh phải tắt máy, tại vì bây giờ mình cả ruộng á, mưa không có tốt. Em mở mưa luôn nha chị, tại em mất mưa em cọ cõi ra lắc vậy à, khó quá. Chạy vòng vòng đó đi. Đi dạ. Đi một quận rồi nhưng mà không có anh Chính này mới được đi luôn. Ủa con bé gái mà đi học của chị đâu ạ? À? Đây này cô chị đi Lùng Thành rồi. Chị dạ. Làm đó rồi đi theo cô đó lại đó. Ờ. Cũng thường nghiệp bé đi Lùng Thành này. Chị còn mà bé mẹ nhà thôi. Dạ. Dạ. Ở đây thì có phần quà yêu thương nhà cửa đang nói đó. Dạ. Là cái này của gia đình ông bà cố của quà ở bên Mỹ. Dạ. Gửi cho các bé để các bé đi học. Thì em có hỏi thì bé thấy bé học lớp 3 đó. Dạ. Thì phần này em gửi cho bé nha. Là cái cặp với bốn cặp của cái viết hai chị. Dạ. Còn bé này thì mấy cái áo nè, mấy cái áo này là của cái shop bạn của em á, cái tiệm á, giống như là bạn bán qua cái đợt rồi cái nó còn lại thì bạn gửi cho các bé mà như là ngồi hẳn khó khăn á. Thì ở đây một bọc nè,
em lựa rồi cỡ bé bé không nha. Được rồi, được em này. Mẹ con mừng. Dạ, 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 cho bé dạ, dạ, dạ. Dạ, cái phần này là của gia đình ông bà cố Đỗ Huy Hoàng ở Mỹ đã trao cho những bé học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn là 100 phần. Dồi sụng. Chị nào giờ chị không ăn là chị kêu muốn gành đó. Nghiêm sắc, nghiêm sắc nhanh lắm đó nha. Cắt thấy miếng cái thèm luôn. Và từ chỗ chứ bán gì ở đây chưa ăn luôn. Ở đây gần gần tới nhà chứ còn vừa. Thì Trinh cũng mời cả nhà cùng dùng bữa gia đình Tú Trinh nha. Không mời, mời mẹ ăn. Tú mời cả nhà dùng bữa luôn. Nay về hơi hơi tối. Cái đầu Tú buồn xuống. Mời cả nhà ăn. À giò heo rút xương. Lão quá. Giò heo rút xương nướng. Cái này thì lần đầu tiên gia đình Tú Trinh mới ăn cho nên là không biết kêu làm sao, lúc mới mua không biết kêu bằng cái gì luôn á. Tú hỏi em ơi cái này là kêu bằng cái gì vậy? Dồi thủ. Bởi gì? Ngứa lỗ tai. Giỏi ăn đi con. Mời Dương Hai, mời chị Hai. Ăn đi nị. Cái này thì món này món mới. Ơi. Để chị Hai lấy cho. Món này là món mới nha, gia đình Trinh lần đầu tiên mua ăn luôn nè. Nên là để chị Hai lấy cho. Nên là sẽ ăn thử. Này uống nước lọc được không? Chị Hai bóp nước lọc luôn. Nước lạnh là nước lọc. Ăn được không? Ngon á. Để Trinh đặt cái quán đây đang lấy cho tí này miếng nước, khát nước à. Ủa tắm mưa mà sao khát nước vậy này? Hả? Tắm nhà. Tắm nhà hả? Tưởng đâu tắm mưa chứ. Nhà nha. Nè. 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 Nó giống như Lèo luôn. Nó giống anh Thịnh, giống vậy Lèo luôn. Cái này là lá mơ. Em lọ bỏ ngao đây em nên chậm. Lá mơ. Không chạy thôi. Chị Hai có ăn được chưa? Không ăn được bỏ dĩa được không? Lấy thịt ăn đi. Cái lấy thịt ăn đi này. Không. Thịt đó. Thì đó không? Cái bụng thịt nè. Nè. Em thử rồi. Xin cũng mời cả nhà luôn nha. Mưa. Hai con nghĩ bài gì vậy? Trời mưa. Gió. Mưa gió xuống. Hay gió. Cái dầu này làm ngon nè. Dầu thịt. Thịt với nhiều lắm chẳng. Dầu này dầu. Có đầy đủ chẳng. Cả nhà ơi, bữa ăn của gia đình Tú Trinh thì cũng đã dùng bữa xong. Trinh cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nhân đây thì con cũng xin cảm ơn gia đình ông bà cố Đỗ Huy Hoàng ở bên Mỹ đã gửi phần quà yêu thương đến các bé là 100 phần. Hôm nay Trinh với Tú tuy là đi hơi cực một tí nhưng mà thấy rất là vui. Đi thì hôm nay đi hơi về hơi trễ. Bởi vì hôm nay Trinh sẽ đăng video clip á, nó hơi trễ một tí, mong cả nhà cũng thông cảm cho gia đình Tú Trinh nha. Nhân đây thì con xin chúc
con cháu của ông bà cố được nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Trinh xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Trinh mến chúc cả nhà cũng thật nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi. Giờ thì video clip của gia đình của Trinh cũng đã kết thúc. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.